hôm nay mình xin giới thiệu một máy xay nấu đa năng đến từ thương hiệu Midea Moshi BL100GH. Và sau đây là từng bộ phận của máy. Đầu tiên là nắp phá bọt chống tràn. Van chống tràn có tác dụng chống tràn, ngăn nước sôi tràn ra ngoài khi nấu. Tiếp theo là nắp cốc và xoong bịt kín. Xoong bịt kín giúp bịt kín giữa nắp cốc và cốc trộn. Nắp cốc giúp nguyên liệu chống tràn ra ngoài. Nắp mở có khóa an toàn. Nắp phải được lắp vào đúng vị trí thì máy mới có thể khởi động. Đây là cốc đựng. Cốc trộn có tác dụng đựng nguyên liệu thực phẩm. Bên trong là lưỡi dao 8 cánh thép không gỉ đến từ Đức. Chúng ta có bảng điều khiển, bệ máy và cuối cùng là chân đế chống trượt. Phần chế độ cá tính hóa và vùng thông minh. Phần chế độ cá tính hóa có thời gian và tốc độ có thể tự điều chỉnh. Phần chế độ thông minh gồm có 7 chế độ nấu, chế độ hẹn giờ nấu, chế độ xay nhồi và làm sạch và chế độ tăng nhiệt để làm nóng thực phẩm. Phần chế độ cá tính hóa, thời gian chúng ta có thể điều chỉnh tối đa là 6 phút, mỗi chu kỳ là 5 giây. Tốc độ gồm có tốc độ từ 1 đến 8. Chế độ hẹn giờ nấu, để sử dụng chế độ này, đầu tiên chúng ta bấm phím chức năng để chọn chế độ nấu phù hợp. Sau đó, chúng ta bấm hẹn giờ nấu. Tăng giảm thời gian hẹn giờ. Theo nhu cầu sử dụng, thời gian hẹn giờ tối đa lên đến 12 tiếng. Chế độ tăng nhiệt giúp làm nóng thực phẩm. Bấm liên tục vào nút tăng nhiệt để thay đổi nhiệt độ. Màn hình hiển thị như trên, tắt xe máy đang hoạt động. Chế độ xay nhồi và làm sạch giúp nhồi nguyên liệu thực phẩm và làm sạch máy. Để sử dụng, chúng ta nhấn và giữ để máy.